Hey yo, hello, xin chào tất cả bạn đã quay trở lại với channel của mình. Thì ngày hôm nay là ngày mà mình tròn 40k sub rồi các bạn ơi. Ây da, đây đây. Mỗi lần mà tròn số sub là mình đều chụp lại như thế này nè mọi người. U là trời, mình không biết nói gì hơn luôn á. Thật sự là mình rất là biết ơn các bạn và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vì nhờ có mọi người á thì mình mới được số lượng subscribe như ngày hôm nay. Mặc dù có nhiều khi là mình bận á, mình không có ra video thường xuyên như mỗi khi, nhưng mà các bạn vẫn xem ủng hộ mình thì mình rất là vui và cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì nhân dịp đạt được 40k sub thì mình sẽ tổ chức một cái mini game nho nhỏ để cho các bạn tham gia. Và đây là phần thưởng của mini game. Đây, ở đây thì chúng ta sẽ có 4 giải nha mọi người. Ở giải nhất và giải nhì á, thì phần quà sẽ là cái ba lô màu hồng anh đào và cái ba lô bánh mì. Còn ở giải 3 và giải 4 thì sẽ được full combo 4 món như thế này nè mọi người. Đó, cách thức chơi thì rất là dễ dàng luôn. Các bạn chỉ cần tham gia vào cái nhóm Facebook của mình. Mình sẽ để link ở dưới phần comment cho các bạn dễ tham gia. Tại vì mình bận cho nên cũng không có hành động thường xuyên. Thỉnh thoảng thì trên cái group Facebook mình cũng có tổ chức một vài mini game để tặng quà cho mọi người á. Nên là nhớ tham gia nha. Sau đó thì các bạn sẽ comment ở bên dưới và trả lời cho mình một câu hỏi dành cho những ai mà nhanh tay lẹ mắt nha. Câu hỏi đó là: trong video này mình đã vỗ tay bao nhiêu cái? He he. Tiếp theo đó thì các bạn sẽ comment một lời chúc và kèm theo cái in game của mình. Mình sẽ lựa chọn ra những cái lời chúc mà hay và ý nghĩa nhất để trao giải cho các bạn nha. Ngoài ra thì ở giải 1, giải 2 á, nó có hai cái ba lô. Bạn nào mà không thích cái ba lô màu hồng á thì có thể comment kèm theo cái ba lô luôn, để mình tặng món quà đúng với sở thích của các bạn. Rồi, bây giờ thì các bạn đã hiểu luật chơi hết rồi đúng không? Còn nếu mà bạn nào chưa hiểu á thì có thể xem lại. Thiếu các bước thì cũng sẽ không được công nhận luôn nha mọi người. Ok, mình chúc các bạn may mắn nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì 40.000 sub này. Sắp tới thì con số nó sẽ tăng lên nữa và mình sẽ tặng cho các bạn những phần quà hấp dẫn hơn. Đó, nhớ nhấn đăng ký, like, chia sẻ, ủng hộ cho mình đó. Cảm ơn mọi người rất là nhiều và chúc các bạn có một ngày thật là tốt lành. Bye bye.